Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Thị Bích Thùy, số báo danh 182. Năm nay em 19 tuổi và em đến từ Đắk Lắk. Hiện tại em đang là sinh viên của trường Đại học Tài chính Marketing. Nhiều thí sinh gửi đơn tố bạn đã chồng ở nhà và cố tình giấu ban tổ chức để tham dự Hoa hậu Việt Nam 2020. Thực ra em còn chưa có mối tình đầu nên việc có chồng rất là xa vời đối với em. Người đoạt vương miện Hoa hậu theo bạn đã là người đẹp nhất nước ta hay chưa? Theo em thì người đoạt vương miện Hoa hậu chưa phải là người đẹp nhất nước ta, mà họ là người xuất sắc nhất cuộc thi mà họ đã tham gia. Ở đâu đó ở đất nước ta vẫn còn rất nhiều nhân tố tài năng mà họ chưa có điều kiện để phát triển. Chúng tôi vừa nhận được một đơn nặc danh tố bạn thiếu trung thực và ban tổ chức quyết định bạn bị loại khỏi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Em xin phép được xem cái bản đơn tố đó và làm gì tiếp theo. Thì khi nhận được đơn tố đó thì em sẽ giải quyết cách tiếp theo. Bây giờ hiện giờ em chưa nhận được thì chưa thể xác nhận được là em thiếu trung thực trong cuộc thi. Bạn hãy đọc nhanh và rõ câu tiếng Anh sau 3 lần. She sail on the seashore. 3 lần. She sail on the seashore. She sail on the seashore. Cái gì Adam có hai mà Eva chỉ có một? Chữ A. Em đã có kinh nghiệm làm mẫu được hơn một năm qua và cũng có những lần xảy ra sự cố là cũng vấp té trên sân khấu nhiều rồi. Và em nghĩ là khi giày em bị đứt như vậy thì em sẵn sàng tháo một chiếc giày đó ra và kết quốc một chân mang giày, một chân không mang giày. Đầu tiên là mình sẽ vui cho bản thân mình tại vì danh hiệu đó thuộc về mình. Và sau đó thì cũng hơi chạnh lòng một xíu tại vì là chỉ vì một sơ suất vậy thôi mà không chỉ riêng em mà khiến cho một người bị nhầm tên nữa, bị tổn thương. Em nghĩ là đầu tiên thì mình sẽ phải né tại vì đó là một tình huống bất ngờ và mình sẽ có một cái biểu hiện là mình phải bảo vệ bản thân mình là đầu tiên. Và sau đó mình sẽ nhường lại cái sự xử lý, nhường lại cái việc xử lý đó cho đội ngũ bảo vệ công tác của cuộc thi. Khoảnh khắc đẹp nhất của bạn trong cuộc thi là gì? Em xin được phép trả lời câu hỏi của mình. Ngay tại lúc này đây, em đang đứng trong top và trả lời câu ứng xử của mình. Thì đây là khoảnh khắc đẹp nhất đối với em. Và nếu như em là một thí sinh được gọi tên trong top 3 thì khoảnh khắc đó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Đừng quên truy cập dàn.vn/Hoa hậu Việt Nam 2020 để cập nhật những thông tin mới và hot nhất của chương trình nhé.